Nhà của anh thầu xây dựng trong khu đô thị 5 sao cần bán gấp vì tiền cuối năm rất là thiếu nha các chị. Đường số 8 khu đô thị 5 sao cách chợ Bình Chánh chỉ 2 km nha. Đường này là đường rộng là lòng đường là 8 m, lề đường mỗi lên bên là 3 m các chị. Nằm trong đường số 8 của khu đô thị 5 sao cách chợ Bình Chánh 2 cây sổ hồng riêng. Diện tích của căn nhà là ngang 5 dài 20 sổ hồng riêng. Có hỗ trợ vay ngân hàng luôn. Đây là cái sân của căn nhà. Sân trước nhà là 3 m. Nhà này là gồm một trệt thôi, có hai phòng ngủ nha. Đây là phòng khách nè các chị. Phòng khách 3 mét. Rất là rộng rãi các chị, nhà gồm một trệt thôi nhưng mà có hai phòng ngủ. Nhà này nhà cấp 4, được đổ rất là chắc chắn. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Hiện tại thì đang có con nhỏ trong nhà nên là mình không quay được cái phòng ngủ thứ nhất này của căn nhà. Tiếp theo là phòng ngủ thứ hai của căn nhà đây các chị. Phòng ngủ rất là rộng rãi nha các chị. Nên là nhà nào mà đang tìm một cái căn nhà có hai phòng ngủ mà không muốn có lầu thì đây là căn nhà tuyệt vời để chúng ta lựa chọn. Nằm trong khu đô thị 5 sao. Cách chợ Bình Chánh 2 km là căn nhà mặt tiền, đây là nhà cấp 4 và được anh thầu xây dựng anh xây. Đây là khu vực bếp cũng rất là rộng, bếp này khoảng 3 m nha các chị. Sân trước là 3 m, sân sau 2 m, cái phòng khách là 3 m. Đây là sân sau thì được lát gạch từ dưới lên trên. Nhà vệ sinh thì được đẩy ra ngoài phía sau, hàng rào che chắn cẩn thận. Các anh chị nào quan tâm về căn nhà này thì liên hệ với Huy nha. Giá nhà của căn này là 3 tỷ mốt, rất là rẻ, chỉ bằng một cái lô đất thôi. Ở đây là căn nhà của một anh thầu xây dựng. Cuối năm thì công nợ rất là nhiều nên là cần bán đi để trả nợ. Nhà được xây dựng rất là chắc chắn. Dân xây dựng mà xây thì rất là chắc chắn nên các anh chị nha. Xây ở. Còn bây giờ thì cần tiền bán đi. Lát gạch rất là cẩn thận nữa các chị. Đó, Huy quay từ trước ra đằng sau cho các anh chị xem và đằng sau ra đằng trước cho các anh chị xem. Đây là phòng ngủ thứ hai này các anh chị. Các anh chị nhớ ấn vào nút follow hoặc là nhấn vào nút thả tim cho mình nha. Để lần sau mình nhận được video sớm nhất dùm Huy. Căn này là ngang 5 dài 20, hướng của căn nhà là hướng Nam và căn này nằm trong khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh đúng 2 km ở đường Đinh Đức Thiện nha. Từ chỗ này mà về chỗ bên Bình Tân chỉ khoảng 10 km, đi theo đường quốc lộ 1A vào đường Đinh Đức Thiện và ngay chợ Bình Chánh đi vô đây. Đây là cái sân này các chị. Nhà rất đẹp, thoải mái, hai phòng ngủ, có sân trước sân sau đàng hoàng. Và tiện thì sau này mình muốn xây dựng lên thì cũng được luôn. Ở đây là xây dựng tự do nên các chị thoải mái mà thiết kế căn nhà, muốn thiết kế sao cũng được và dân cư xung quanh rất là đông. Các chị quan tâm về căn nhà này liên hệ với Huy nha. Giá đầy đủ là 3 tỷ mốt và nhớ follow kênh để mình nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.